Mark One, số 1 về Mark. What's up nào cho anh em, Tùng Chôn đây. Nếu như anh em đang có số tiền khoảng hơn 20 triệu và muốn mua cho mình một chiếc MacBook, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc máy theo mình rất đáng mua trong phân khúc mức giá này. Đó chính là chiếc MacBook Pro Retina 13 inch đầu năm 2015 và nó có mã là MF839. Chiếc máy này có mức giá 21,5 triệu đồng, sẽ cực kỳ phù hợp dành cho những bạn nào muốn mua một chiếc MacBook nhỏ nhẹ nhưng cũng hết sức mạnh mẽ với khả năng làm đồ họa ở mức vừa phải. Nhưng do là chiếc máy rẻ nhất của đời 2015 và kích thước là 13 inch nên em nó sẽ có cấu hình cơ bản, đó chính là CPU Intel Core i5 Broadwell có mã là 5257U, dung nhịp là 2.7GHz, RAM là 8GB, ổ cứng thẻ rắn SSD có dung lượng là 128GB, có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lại ổ cứng HDD truyền thống. Nếu như các bạn thấy 128GB SSD là không đủ cho khả năng lưu trữ thì các bạn có thể nâng cấp lên ổ cứng 256GB hoặc 512GB SSD tùy theo nhu cầu của các bạn. Vậy thì tại sao mình nói em nó đáng mua trong cái phân khúc mức giá này? Thứ nhất, đó chính là từ đời MacBook Pro năm 2015 trở đi, kể cả dòng 13 hay là 15 inch thì chúng ta mới có cái công nghệ trackpad 4touch. Đây có thể nói là một trong những cái công nghệ trackpad tuyệt vời nhất ở trên bất kỳ một cái thiết bị laptop nào mà chỉ có Apple sở hữu. Và đây là cái sản phẩm có mức giá rẻ nhất để chúng ta có thể trải nghiệm được cái tính năng này. Cái điểm thứ hai là nếu như các bạn là một người có nhu cầu làm đồ họa đơn giản như là sử dụng Lightroom, Photoshop, Illustrator hay là sử dụng Premiere để dựng phim nhẹ nhàng, nhưng tính chất công việc của bạn thường phải di chuyển và không thích mang vác một cái thiết bị quá nặng nề, thì rõ ràng khi mà đặt cái dòng sản phẩm MacBook Pro Retina 13 inch cạnh dòng sản phẩm 15 inch thì 13 inch sẽ tối ưu hơn về trọng lượng cũng như là tối ưu hơn về khả năng mang vác. Chưa kể đến việc nếu so sánh MacBook Pro Retina 13 inch với các dòng sản phẩm khác của Apple như là MacBook Air hay là MacBook thì trọng lượng của nó sẽ nặng hơn một chút, nhưng dòng sản phẩm này nó có khả năng làm đồ họa vượt trội hơn rất nhiều so với lại dòng MacBook Air hay là MacBook bình thường khác. Tóm gọn lại, nếu bạn muốn trải nghiệm công nghệ trackpad tuyệt vời nhất ở trên thế giới cũng như là bạn chỉ cần một cái thiết bị có nhu cầu làm đồ họa ở mức vừa phải, trọng lượng nhẹ để mang vác đi, thì rõ ràng chiếc MacBook Pro Retina 13 inch MF840 sẽ rất phù hợp với bạn. Nói về thiết kế của MacBook thì chắc không cần phải nói nhiều, có lẽ là mình dùng một từ đẹp thôi là chưa đủ, phải dùng từ tuyệt tác. MacBook chính là dòng sản phẩm đi tiên phong về thiết kế trong dòng laptop với bộ khung kim loại chắc chắn, tối giản nhưng cũng hết sức sang trọng, không bị lỗi thời theo thời gian. Phần mặt sau của chúng ta sẽ là logo táo khuyết, có thể phát sáng và đây là một cái điểm rất nhiều bạn thích. Mặt trước sẽ là camera dùng để FaceTime có chất lượng HD, bên dưới sẽ là phần màn hình Retina 13 inch có độ phân giải là 2560x1600 pixel. Nếu như bất kỳ ai đã dùng MacBook có lẽ sẽ không muốn xài bất kỳ một dòng máy laptop nào khác, có lẽ bởi vì chất lượng màn hình hiển thị của Apple là cực kỳ tốt. Ở dưới đây sẽ là một cái bàn phím có đèn nền. Bàn phím của dòng MacBook Pro 13 inch đời 2015 thì hành trình phím của nó vừa phải, đối với mình gõ tương đối là thích. Ở phía dưới sẽ là một cái checkpad được làm rất cân đối với phần bàn phím, được làm kích thước khá là lớn và các bạn sẽ có không gian trải nghiệm trên cái trackpad này là vô cùng tuyệt vời. Chưa kể tới việc cái trackpad này được tích hợp cái công nghệ đó chính là cảm ứng lực 4touch lần đầu tiên xuất hiện ở trên laptop. Không có trackpad của bất kỳ một cái sản phẩm laptop Windows nào có thể xài sướng được như trackpad ở trên MacBook. Như các bạn có thể thấy thì toàn bộ phần thân của chiếc MacBook Pro này được phay ra từ một khối nhôm duy nhất. Chính vậy khi mà các bạn gõ phím nó sẽ tạo ra một cái cảm giác gì đó rất là chắc chắn, khác xa so với lại một số cái laptop khác ở cái phần trên này nó chỉ được làm từ nhựa thôi, khi gõ thì rất là ọp ẹp và không tạo ra một cái điều gì đó nó cao cấp. Ở mặt dưới của chúng ta thì rất đơn giản thôi, sẽ bao gồm là 4 cái đế cao su nằm ở 4 phía, cũng như là ở đây các bạn có thể thấy ở hai bên sẽ là những cái khe để hút nhiệt và máy sẽ hút nhiệt từ những cái khe này và đẩy ra ở phía rìa màn hình như thế này. Và đây có thể nói là một trong những cái thiết kế hết sức là thông minh, khi mà các bạn sử dụng MacBook cái nhiệt của nó không tỏa ra ở cái phần tay của các bạn mà nó thổi ra ở phía sau, chứ vậy sẽ rất là dễ chịu trong cái quá trình sử dụng. Ở cạnh bên trái của chúng ta sẽ gồm có một cái cổng nguồn MagSafe 2, hai cổng Thunderbolt 2.0, một cổng USB 3.0, một jack tai nghe 3.5mm cũng như là mic thoại. Ở cạnh bên phải của chúng ta sẽ có thêm một cái cổng USB 3.0,
cổng HDMI cũng như là một cái khe cắm thẻ nhớ SD. MacBook Pro Retina của chúng ta thì sẽ có trọng lượng khoảng tầm dưới 2 cân. Đây là một cái trọng lượng mình thấy là khá là ổn cho một chiếc máy 13 inch. Ngoài ra nó sẽ chỉ dày khoảng 1,8cm. Và rõ ràng đây là một trong những cái thiết bị 13 inch có kích thước là tương đối là mỏng nhưng vẫn hết sức là mạnh mẽ. Và như các bạn nhìn thấy đây chính là chiếc MacBook của mình. Đối với lại cái trackpad Force Touch ở trên những cái thế hệ MacBook Pro năm 2015 đổ đi thì chúng ta đã có một cái Force Touch, thì mình cũng xin miêu tả luôn với các bạn. Ví dụ ở cái điểm xa nhất của cái trackpad điểm này, thường thì những cái laptop khác chúng ta sẽ không thể nào mà click được, chúng ta chỉ có di chuyển con chuột ở trên này thôi. Nhưng đối với lại cái trackpad này thì mình sẽ show cho các bạn xem. Đây, mình chỉ cần chạm vào ở cái phần trên này, mình kéo xuống, đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Tất cả bề mặt này của chúng ta thì đều là một cái bề mặt cảm ứng. Tuy nhiên Apple đã tạo ra cho chúng ta một cái hết sức là thân thiện, đó là khi mà chúng ta click bất kỳ một cái điểm nào thì sẽ có một cái bộ rung ở dưới cái trackpad này, nó sẽ phản hồi lại với chúng ta và như là một cái trackpad vật lý thông thường khác. Thực sự thì khi mà các bạn tắt máy đi, các bạn chạm xuống thì cái trackpad này nó không lún xuống đâu. Chỉ trừ khi là các bạn bật máy tính lên thì khi mà các bạn chạm vào đây thì mới có một cái cảm giác nhấn xuống. Và cái công nghệ này của Apple làm nó rất là giống thật. Bình thường khi mà các bạn sử dụng cái chuột phải ấy thì các bạn sẽ phải ấn sang bên này thì nó sẽ sử dụng chuột phải, hoặc là các bạn sẽ sử dụng hai ngón tay để sử dụng chuột phải. Tuy nhiên đối với lại thế hệ trackpad Force Touch thì chúng ta sử dụng chuột phải bằng cách là chúng ta sẽ ấn một cái lực mạnh hơn bình thường. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì nó sẽ là chuột phải nhanh, chúng ta chỉ cần sử dụng một ngón tay thôi mà không cần sử dụng hai ngón tay, hoặc là chúng ta sẽ không cần bấm phím cứng ở dưới này như những chiếc máy Mac đời cũ hơn, hoặc là như những cái chiếc laptop Windows. Nó tối ưu thao tác cho người dùng và mình đánh giá cao cái điểm này ở trên những cái thiết bị của Apple. Đến đây thì video của mình xin được kết thúc. Mình đã để lại link mua hàng ở dưới cái video này rồi. Anh em nào mà quan tâm về sản phẩm này đừng quên truy cập vào macone.vn để tham khảo sản phẩm này cũng như là rất là nhiều sản phẩm về Mac khác nhé. Còn đến đây video của mình xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.